anh em xem này, đây con đốc đây, đấy anh em xem, nó treo lơ lửng này, đậu không chìm nổi này, như cái phao này, đấy, đậu như cái phao câu này, đấy, đấy, anh em xem này, nhìn như cái phao nhá, đấy, 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 không chìm nổi đây này, đây này, đây này, anh em xem này, đây là dấu hiệu bệnh bị nhiễm khuẩn đường ruột, bắt đầu đang chớm nhá, ao này đang chớm bị nhiễm khuẩn, đây, con này nữa này, con này không chìm nổi, tỷ lệ khá nhiều đúng không anh? Ừ. Vâng, xin chào bà con. Hôm nay chúng ta lại gặp anh Đại. Vâng, xin chào anh Đại. Xin chào toàn thể bà con anh em nhá. Vâng, hôm nay anh Đại sẽ chia sẻ cho bà con một cái bệnh trên đối tượng ốc nhồi của chúng ta. Vâng. Vâng. Xin chào bà con. Hiện tại là mình cũng chia sẻ với anh em bà con rất nhiều cái cách xử lý ao và cách chăn nuôi con ốc rồi. Hôm nay để gọi chia sẻ với anh em là cái dấu hiệu nhận biết cái bệnh đường ruột như thế nào. Thì cũng đây hiện tại đang ở trang trại nhà ông anh. Hôm nay là đến xem thực tế gia đình người ta ốc nó đang bị bệnh, mình cũng lên đây chuẩn bị để cho người ta lấy thuốc để cho ăn phòng và cũng ăn chữa luôn để chữa bệnh luôn. Đây anh em xem đây là dấu hiệu của bệnh đường ruột đây. Thường thường anh em ạ, con ốc nó khỏe mạnh ấy, thì nó bơi lội, nó ăn nó rất là tít mà nó rất là khỏe, nó bơi lội rất là khỏe. Nhưng khi nó bắt đầu dấu hiệu của bệnh đường ruột mới bị là con ốc nằm nghiêng, mình đã chia sẻ với anh em rất nhiều rồi. Được, là nó nằm nghiêng đây. Đây em cho bà con xem. Đây bà con xem này, con ốc khi nó khỏe mạnh thì không sao, nhưng khi nó đổ bệnh là bắt đầu nằm nghiêng này. Nó nghiêng nghiêng người. Nằm nghiêng người, treo lơ lửng trên mặt nước, không chìm không nổi đây. Đây. Đấy. Không chìm không nổi. Đây. Thường là đây. Con khỏe mạnh là mình chạm tay là nó chìm đúng không anh? Chạm tay là nó chìm. Đấy. Mà nó phải ăn như kia. Nó phải ăn tít như kia là con ốc rất là khỏe. Nhưng khi trời nắng nhiều rồi, khi gặp thời tiết hoặc là ăn những thức ăn ôi thiêu bẩn là nó sẽ bệnh cái bệnh nhiễm khuẩn đường ruột đấy. Đây anh em xem này, ao này đang có dấu hiệu rất là bệnh, cũng dính nhiều rồi đấy. Nên nay bà ông anh ông gọi lên và ông bảo ốc thấy nó ăn giảm thì mình đang lên thực tế để xem ốc cha như thế nào. Đây là mình vào lên đây, đây anh em xem này, đây con ốc đây, đấy anh em xem, nó treo lơ lửng này, đậu không chìm không nổi này, như cái phao này, đấy, đậu như cái phao câu này, đấy, đây anh em xem này, nhìn như cái phao nhá, đấy, đấy, không chìm không nổi đây này, đây này, đây này, anh em xem này. Đây là dấu hiệu bệnh bị nhiễm khuẩn đường ruột, bắt đầu đang chớm nhá. Ao này đang chớm bị nhiễm khuẩn, đây con này nữa này, con này không chìm không nổi, tỷ lệ khá nhiều đúng không anh? Ừ, ao này cũng đang bị. Cái này là nó do đây. Cái gì gây ra anh nhỉ? Cái này thì nó do rất nhiều nguyên nhân, một là do nguồn thức ăn bị ôi thiêu thối để anh hay cho ăn hoa quả, nhưng nếu hoa quả chúng ta cho ăn mà không vớt lên được nhiều mà nó để nó thối và ăn trực tiếp vào đường ruột của nó là nó sẽ bị cái bệnh này, thì ra là nó chết rất nhanh. Khi mới đầu thì nếu ao anh em mà nó sạch ấy, thì nó chỉ rất lác lác thôi. Nhưng nếu nhiều anh em mà nó bẩn, nó độ dày, nó ô nhiễm ấy, là có thể lúc đầu nó bị như thế. Thế xong qua vậy là bắt đầu nó chết lác lác, mà xong khi nó chết nhiều là nó bò hết lên bèo, nó bò hết lên bèo leo lên cây, nó bò lên bờ. Xong bắt đầu là nó chết rất nhanh, có thể cả tuần, có thể đi cả tấn ốc. Nên cũng chia sẻ với anh em rất nhiều rồi. Đấy. Anh em để biết đường cái dấu hiệu như thế này để mình biết cách để điều trị nó, cũng như là cái cách để phòng nó. Thì khuyên với anh em thật một câu thật lòng trong nghề mình là 18 năm rồi, chứ anh em là hạn chế cho ăn bèo tấm bẩn. Bèo tấm về chúng ta vớt về nên rửa qua nước muối sạch, hoặc là nên làm một cái bể nuôi nước để xử lý bèo cho nó sạch sẽ đi, xong chúng ta mới cho ăn, chứ đừng có nên hớt nước bèo ở ao mà nó chất thải phân lợn này, nước bio ga này. Nguyên tắc là ở cái ao bèo phải bẩn thì bèo tấm nó mới lên được. Thì chúng ta hớt về chúng ta chủ quan là cứ vớt cho nó ăn nhiều, y rằng là 10 mình đi chữa cho rất nhiều anh em các nơi rồi, 10 người đến 9 người để cho ăn bèo tấm, ăn hoa quả là đều dính cái bệnh đường ruột này chết. Đa phần ốc bắt đầu từ ngón tay nhỏ lên cho đến ngón chân này, đến lúc khoảng 4-50 con chuẩn bị sắp bán rồi là bắt đầu chết. Nên là khuyên anh em và chia sẻ với anh em những lời thật lòng để anh em biết được cái dấu hiệu nhận biết, cũng như là cái cách phòng, cách cho ăn uống thế nào để con ốc nó không bị bệnh đường ruột. Chứ tránh trường hợp để khi nó chết rộ rạt rồi anh em chữa nó hao hụt rất là cao. Để anh em biết đường, chứ còn không có thiệt lắm, mình cũng giúp cho tất cả anh em con nuôi rất là nhiều rồi. Hôm nay cũng phải chia sẻ đến đây để cho anh em biết được để cái dấu hiệu nhận biết, cũng như là cái cách phòng về cái nguồn thức ăn để cho nó giảm bớt cái bệnh tật về con ốc nhồi này, về cái bệnh đường ruột đấy. Chết hàng loạt. Thì chúng tôi cũng đã đăng một cái video chia sẻ bà con cái cách mà chúng ta rửa cái bèo tấm trước khi cho ốc ăn. Bà con có thể bấm vào nút bên trên này, tôi sẽ để ở trên màn hình. Bà con có thể xem lại cái video đấy, hoặc là bà con có thể gõ trực tiếp trên YouTube bằng cái cụm từ là cách rửa bèo tấm trước khi cho ốc nhồi ăn đấy, thì nó sẽ ra video của chúng tôi. Đấy, video đấy thì anh Đại cũng đã chia sẻ cho bà con cách mà chúng ta cho ốc nhồi ăn trước khi ăn, chúng ta phải rửa qua cái bèo tấm đấy.
Đúng rồi. Ngoài cái phòng bằng cách thức ăn đấy thì chúng ta có thể phòng bằng các cái loại thuốc gì không anh, hay là như nào? Nếu mà quy trình của con ốc thì hôm nào sẽ nói với anh em để về cái quy trình để nuôi con ốc thành công nhất. Thì xem nào sẽ chia sẻ với anh em, nếu anh em nào chịu khó đăng ký cái kênh thủy sản này của mình thì để qua vậy để lắng nghe và chú ý thì mình sẽ nói tận tình về con ốc này cụ thể hết. Về cái quy trình nuôi con ốc, tại sao nuôi con ốc không thành công, và để quy trình như hôm nay cũng chia sẻ với anh em là qua vậy, nếu cái dấu hiệu của bệnh đường ruột này là một là do nguyên nhân qua vậy là nguồn thức ăn bị ô nhiễm, nhiễm khuẩn nó ăn trực tiếp vào trong mồm, trong ruột này là vào tận đường ruột này sẽ bị. Còn cái vấn đề thứ hai nó là do qua vậy là nhiễm khuẩn do nguồn nước, có thể thức ăn chúng ta ôi thiêu thừa hoặc đáy ao ta bẩn quá, cũng như vừa chia sẻ với anh em một số cái sản phẩm như là để xử lý cái đáy ao dùng men vi sinh để xử lý ao để nó ăn bỏ những cái phần, dọn những cái phần phân ốc đi rồi, là cái tầng đáy rất là quan trọng, chúng ta nên xử lý cái tầng đáy cho sạch bằng men sạch định kỳ hàng tuần để có vậy là giải quyết những cái phần ôi thối rồi là cái khí độc của dưới ao lên, để con ốc yếu, con ốc yếu thì nó mới đổ bệnh, nó đổ bệnh nó nhiễm khuẩn, một là do nhiễm khuẩn là nguồn nước, nước bị nhiễm khuẩn nhiễm vào, hai là chúng ta nhiễm khuẩn là nguồn thức ăn, nguồn thức ăn. Như thường nhiễm khuẩn đường nước, nhiễm nước nhiễm khuẩn thì là thường con ốc hay bị sưng vòi nhiều hơn. Còn chủ yếu nếu mà nó do nhiễm khuẩn đường ruột này chủ yếu là do thức ăn. Ăn những thức ăn là bị ôi thiêu thối, nước bèo bẩn. Anh em đơn giản như này, đơn giản như cái ao này đang có như cái vi khuẩn. Như tôi thì không học không cao, nhưng anh em biết là con vi khuẩn nó gây hại cho đường ruột con ốc, nó sống ở trong môi trường nước này. Chúng ta vứt thức ăn vào đây nó bẩn ôi thiêu thối đây, nó bám vào cái thức ăn này chúng ta ăn này, nó lại vào bụng chúng ta thì ắt hẳn chúng ta phải bị đau bụng đường ruột. Đơn giản chúng ta ăn đấy, ăn hoa quả đấy, hay chúng ta ăn những hoa quả dính đồ ôi thiêu vi khuẩn chứ nó bám đấy, y rằng tối ra đau bụng và đi ngoài, đúng không ạ? Nếu chúng ta bị nhẹ không sao, bị nặng chúng ta không có thuốc thang chữa thì chúng ta sẽ sinh bệnh sinh đặt ra chúng ta chết. Thì con ốc là như vậy, môi trường cũng phải sạch mà thức ăn phải sạch thì con ốc nó mới đỡ bệnh được. Còn môi trường mà ao nuôi bẩn thỉu nó nhiễm bệnh từ có vậy là thức ăn, có khi thức ăn rất sạch, nhiều anh em nói với là thức ăn tôi mua không mua ngoài chợ, tôi mua ở để nhà rất là sạch, tại sao vứt xuống ăn nó vẫn chết? Nhưng cái ao nuôi của chúng ta nếu vệ sinh không tốt, nó bẩn vi khuẩn nó nhè nhè, rồi nó vứt miếng thức ăn nó bậu nhè nhè vi khuẩn nó ăn luôn nó mua trong bụng, nó chả sinh bệnh đường ruột, nó chết thì giờ đâu. Thế nên là anh em phải nhớ là một là nguồn nước, hai là nguồn thức ăn, hai cái đấy bắt buộc chúng ta phải xử lý, chứ là họ phải triệt để. Còn một trong hai nguyên nhân đấy chúng ta không làm được, ắt hẳn chúng ta luôn vào thành công, chết là cái chắc. Thế lúc chữa được căn bệnh này rất là khó. Mà thuốc thang hiện tại chúng tôi đã bị rồi, bị năm nay 4 năm tôi đã chữa thành công rất nhiều, hàng trăm vài trăm hộ anh em các nơi đã dùng sản phẩm thuốc để trị đã khỏi rồi. Nhưng nếu anh em như vậy là phòng được thì nó sẽ giảm vô là đỡ chết chóc, đỡ hao hụt, cái hai đỡ phải mất tiền thuốc, đỡ khổ cho anh em vớt lên vớt xuống, nó khổ. Không, các cụ vẫn bảo là phòng hơn chữa, nhưng mà phòng được vẫn cứ hơn. Thế nên là anh em, nhiều anh em không biết được những cái video, không xem những video mình chia sẻ này thì người ta rất là lãng phí. Có vấn đề những tâm huyết tôi bỏ hôm nay 8 năm giờ rồi, có những thứ tôi thật anh em là tiền không thể mua được đâu. Tiền không thể mua được những lời nói tôi được. Có nhiều anh em xem thì người ta bảo mình nói nọ thế kia để quảng cáo, nó không phải. Có những thứ tiền không mua được, đây là những lời chia sẻ tận lòng của tôi để cho anh em nuôi mà biết phát triển. Chứ tôi cũng là người kinh doanh bán con giống, làm con giống sản xuất con giống để bán cho anh em, nên nhìn anh em nuôi mà không thành công tôi mình xót lắm. Nên mình bán con giống người ta, mình bảo hành với người ta, nào mình biết kỹ thuật coi vậy xử lý đáy ao một này, cho thức ăn như thế nào này, hay nữa thuốc thang như thế nào ăn để con ốc nó khỏi, không bị bệnh thành công. Đấy là vấn đề là mới là cái niềm thành công của mình. Chứ cần bán giống cho anh em thì cốt anh em bán xong là xong, đấy là không trách nhiệm không được. Riêng có chúng tôi là bán có vẻ có trách nhiệm, có vẻ hỏi thăm anh em, chăm sóc cho anh em nuôi nó thành công, đấy mới là cái sự thành công của mình. Thế nên là có những lời tận tâm để chia sẻ với anh em như thế. Đấy, những thì lời là tâm huyết. Bên trang trại anh Đại thì cũng chuyên cung ứng các cái con giống ốc nhồi này ra thị trường, bao gồm con giống này, ốc thịt và trứng ốc. Bà con nào mà có nhu cầu mua con giống cũng có thể ủng hộ anh Đại theo cái số hotline của chúng tôi đang để trên màn hình đấy. Thì ok, nói chung là mình đây là làm mô hình tổng hợp, mô hình khép kín, vừa chăn nuôi con ốc thương phẩm, con ốc bán giống cho bà con, vừa là cung cấp ra thị trường trứng này. Đấy. Rồi anh em hỗ trợ kỹ thuật cho nuôi đến thu mua luôn, thu gom luôn ốc thương phẩm cho bà con. Nên là bà con rất yên tâm. Đấy. Đã làm nó mày 8 năm giờ rồi. Bây giờ ốc trại bị bệnh là đến chữa cho bà con, có thuốc thang cho anh em chữa khỏi là anh em rất là tin tưởng. Đấy. Hiện tại là anh em hãy tìm cho mình một cái cơ sở thật là uy tín như thế để chúng ta đặt niềm tin vào. Chứ còn cứ à ơi vào mà đến vài cái chỗ địa điểm nó chỉ biết buôn thôi, nó mua con giống về nó gột nó buôn ở nhà thôi, không có kinh nghiệm thì bà con nuôi 10 người đến 11 người không thành công chết hết. Đấy, thì là anh em mà có nhu cầu mua giống thì có thể ủng hộ chúng tôi theo số hotline nhé. Còn anh em nào mà đang chăn nuôi mà gặp phải sự cố trong chăn nuôi, ví dụ như là con ốc của mình đang bị bệnh, các cái bệnh liên quan mà anh Đại đã chia sẻ những video trước và hiện tại hôm nay đây,
thì có thể liên hệ cho chúng tôi để chúng tôi đưa cho anh em bộ giải pháp để chúng ta làm được, chúng ta chữa được cái con ốc này nhằm giảm cái thiệt hại trong cái quá trình chăn nuôi nhé. Vâng, xin cảm ơn anh Đại đã chia sẻ cho bà con. Xin chào bà con, hẹn chúc anh em bà con nuôi con ốc này thành công. Nếu mà không thành công là cứ alo cho em Đại sẽ giải đáp hết. Vâng, các sẽ thắc mắc chưa chạy thắc mắc là gọi hết, chia sẻ bằng hết luôn. Chắc chắn phải thành công. Ok. Phải thành công. Rồi, xin cảm ơn anh và hẹn gặp lại anh ở những cái video tiếp theo nhé. Rồi, ok. Vâng, chào anh. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Thủy Sản 365. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình. Hoặc có thể xem những video tiếp theo ở bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.